Hello anh em, trong đây mình sẽ giới thiệu tới anh em một cái vali nhá. Cái vali này thì là mua, thì không phải là mua mà là nó cũng phải là mua mua tivi tặng vali. Thì mình review vali thôi chứ không review tivi. Đấy, chúng ta sẽ xem cái vali này nó xịn sò như nào. Bạn nhìn bên ngoài thì có vẻ rất là xịn sò, khá ngon so với cái vali trước đặt trên Lazada. Thì đấy, sờ qua cái chất liệu ok, trọng lượng của nó cũng nhẹ nha anh em. Đấy, đói, em thấy chưa, Sony Bravia này. Đó, mua TV OLED Sony tặng vali. Nói chung cái vali họ làm trọng lượng nhẹ để cho lên máy bay nó gọi là nó không chiếm quá nhiều diện tích trọng lượng đồ đạc của chúng ta. Đây là cái tag này, đó, qua tặng khi mua TV này. Địa chỉ này, công ty thì Bravia OLED kỳ quan mới. Thực ra thì TV này cũng lâu rồi. Bây giờ review vali cho anh em xem. Thì thiết kế vali nào cũng giống nhau thôi. Cái vali này thì cũng rất là giá trị đấy chứ. Rẻ thì cũng 500-600, đắt thì mấy triệu. Đây là cái tag này để chúng ta ghi chú tên vào, lưu tên và số điện thoại vào, để chẳng may bị thất lạc vali thì họ sẽ liên hệ với chúng ta. À, đây tay cầm và chúng ta sẽ cắt bỏ những cái tag này ra đi, sử dụng luôn mà. Và hình như đây là bản size to thì phải, không biết thì cho lên máy bay được không, tại vì bản tiêu chuẩn là khoảng 20 cm. Đấy, cái tay cầm này rất là nhẹ. Đây, và toàn cảnh vali cho anh em xem. Đó, đây là cái chân này. Đấy, bốn cái chân thì cũng rất là nhẹ, họ nói chung là họ làm tối giản hết mức có thể để chúng ta cho lên máy bay. Đó, tại vì mỗi người được miễn phí 7 cân mà. Nếu mà tăng cân thì chúng ta phải mua thêm, lại phải tốn tiền thêm mấy trăm nghìn để thêm trọng lượng. Đó, rất là tốn kém, nên vali nào họ cũng làm chất liệu rất là nhẹ thôi. Đây là cái ổ khóa này. Và số vali thì mình thấy cũng giống nhau thôi. Cái vali rẻ rẻ thì giống nhau thôi, đều có 3 số và lúc đầu cũng là 3 số 0. Đấy, nó dễ đổi bất kỳ. Mở ra thì vali lọng mình cũng thấy thế, trơn. Rất là trơn tru cái khóa. Ok, đây là bên trong. Rồi bên trong thì cũng như những vali khác. Nói chung vali nào cũng giống nhau đấy anh em ạ. Đấy, bên trong cũng có cái để gọi là chặn đồ này, cái dây chặn đồ này, giúp chúng ta không bị, đấy, để quần áo vào thì không bị gọi là sập sạch. Nói chung là khi quăng quật vali đi thì vẫn vị trí như vậy. Cái này bằng vải áo mưa nha anh em, chất liệu đó giống kiểu vải áo mưa. Và trên này có một cái lớp lưới, cái ngăn nữa. Ngăn này thì đựng những cái đồ linh tinh, đồ phụ kiện, đồ như dây cắp sạc hay là củ sạc của anh em, đựng gì thì anh em thôi. Đây là hướng dẫn sử dụng khóa số này, mật khẩu mặc định này. Đấy, cách để chúng ta đổi mật mã thôi, có cả tiếng Anh tiếng Việt. Rồi, đó là toàn cảnh về vali, cả về bên trong lẫn bên ngoài. À, còn một ngăn bên trong nữa này anh em. Đó, ngăn này thì nói chung cũng đựng gì thì anh em. Mình đi du lịch thì mình thường mang quần áo, cả đồ phụ kiện công nghệ thôi. Đấy, nên đựng rất là thoải mái. Đấy, nói chung là làm một con vali size 20 là chuẩn bài rồi. Cái này size to hơn thì phải, size 24. Nói chung là tất cả trọng lượng, đây, thiết kế này, hộp này, từ cái vỏ bên ngoài này, bánh xe này, hay là cái tay cầm đều rất là nhẹ nha anh em. Và khóa kéo thì rất là dễ dàng. Khóa số thì có 3 số thì cũng đảm bảo an toàn cho anh em, không lo bị gọi là trộm. Đây, toàn cảnh này. Đấy, cái bánh xe nó cực kỳ trơn tru luôn. Đấy, thực ra thì vali nào mình thấy như vậy cả. Đấy, bánh xe trơn này, khóa kéo dễ này, có tay sách, tay cầm này, có cái đẩy này. Đó, đấy, và rồi, mua vali thì chúng ta đi du lịch thôi.
Ok, như vậy trong video này mình đã giới thiệu cho anh vali hàng khuyến mãi tặng kèm khi mua TV Sony anh nhé. Link kênh săn hàng giá rẻ thì mình để dưới video nhé, để chúng ta săn hàng giá rẻ với cả mã giảm giá hàng ngày. Cảm ơn đã theo dõi video. Bye bye, hẹn gặp lại anh em trong những video tới.